Ngay từ sáng sớm ngày 23 tháng 5, 325 huấn luyện viên, vận động viên, hiện là thành viên của các đội tuyển quốc gia, tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với sự kiện trọng đại của đất nước. Để đảm bảo việc thực hiện quy định phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đã tổ chức đưa các vận động viên, huấn luyện viên làm nhiều đợt và theo các khung giờ khác nhau tới điểm bỏ phiếu nhằm tránh việc tập trung quá đông ở cùng một thời điểm. Trước khi tham gia cuộc bầu cử, các vận động viên, huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đều đã được phổ biến về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, trình tự, thủ tục bầu cử và nghiên cứu danh sách, tiểu sử tóm tắt các đại biểu cùng với quy định phòng chống dịch COVID-19 nên hoạt động bỏ phiếu đã diễn ra đúng trình tự và quy định. Trong số các vận động viên, huấn luyện viên đi bỏ phiếu vào sáng ngày 23 tháng 5, có rất nhiều người lần đầu tiên được vinh dự cầm lá phiếu trên tay hoặc lần đầu tiên được đi bầu cử cùng với các đồng nghiệp ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Tất cả đều có chung cảm nhận là sự phấn khởi, tự hào và có ý thức trách nhiệm cao đối với lá phiếu của mình để lựa chọn những người xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Tính đến 11 giờ cùng ngày, toàn bộ 325 vận động viên, huấn luyện viên đã hoàn thành việc bỏ phiếu và trở về Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội an toàn, sẵn sàng chuẩn bị cho các giáo án tập luyện trong những ngày tới đây. Trong khi đó, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, các thành viên đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 quốc gia đã bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6 của phường Phú Đô, đặt tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trước đó, trên cơ sở đề nghị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ủy ban Nhân dân phường Phú Đô đã tiến hành lập danh sách và phát thẻ cử tri cho các thành viên của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam. Tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ tiến hành bầu cử trong trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam để đảm bảo tuân thủ các quy định phòng chống dịch của chính phủ và cơ quan y tế địa phương. Cũng giống như các vận động viên, huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, các chân sút của hai đội tuyển bóng đá quốc gia đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân với tinh thần trách nhiệm cao và tinh thần phấn khởi, tự hào trước khi trở lại tập luyện, hướng tới các mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam là giành vé tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á và bảo vệ thành công ngôi vô địch tại SEA Games 31.